Ninh Bình, một vùng đất thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ với những khung cảnh đầy mê hoặc tại Việt Nam, nổi bật với những dãy đá vôi cao chót vót, những dòng sông êm đềm cùng những di tích lịch sử tôn giáo linh thiêng và huyền bí. Khi mà tới đây thì mình thật sự phải vỡ òa và ngạc nhiên vì Ninh Bình quá đẹp đi. Với cái vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và những di tích cổ khiến mình phải mê mẩn trong chuyến đi này. Đặc biệt là mình đã quá thích thú khi mà được đi thuyền ở Tràng An xinh đẹp, ngắm nhìn quần thể di sản thế giới của Việt Nam, được UNESCO công nhận là quần thể di sản thế giới đó mọi người. Và trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm này thì mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình và kinh nghiệm đi du lịch Ninh Bình cho những ai đi lần đầu không bị bỡ ngỡ nhé. Và hello mọi người, thì hiện tại thì mình đang ở sân bay Liên Khương nha. Hôm nay thì mình sẽ có chuyến bay từ Đà Lạt đi ra Hà Nội ha. Và từ Hà Nội thì mình sẽ đi xe xuống Ninh Bình nha. Đó, chuyến đi của mình hôm nay thì sẽ có 3 ngày 2 đêm tại Ninh Bình. Và bây giờ thì trong khi thời gian mình chờ đợi lên máy bay ấy, thì mình làm một ly Highland liền mọi người, trà sen vàng. Đó, cái thức uống ưa thích của mình kia mà uống Highland. Và bây giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xếp hàng để lên máy bay ha. Lần này bay thì mình chọn hãng bay Bamboo, bay từ Đà Lạt ra Hà Nội. Và từ Hà Nội về lại Đà Lạt thì mình đi Vietjet nha. Bay từ Đà Lạt ra Hà Nội khứ hồi hết 3,6 triệu, bao gồm 20kg ký gửi mấy bạn ha. Chuyến bay của mình dự kiến sẽ bay tầm khoảng 1 tiếng 50 phút, gần 2 tiếng là sẽ đáp sân bay Nội Bài. Và thế là sau một khoảng thời gian gần 2 tiếng bay thì mình đã có mặt tại sân bay Nội Bài rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và mình sẽ lên xe để đi về Ninh Bình ha. Mình có đặt trước một cái xe rồi, từ Hà Nội mình sẽ về Ninh Bình ha. Tài xế đang chờ mình ở sẵn rồi đó, là với giá là 900 ngàn nha một xe. Bình thường hồi nãy mình thấy thì vé đi từ sân bay Nội Bài về Ninh Bình ấy, thì khoảng tầm là 350 cho một người. Thì mình đi hai người là 700. Thôi thì mình bỏ thêm 200 ngàn nữa mình đi xe riêng ha. Rồi nếu mà mấy bạn muốn biết về cái nơi mà mình đặt cái xe này thì mình sẽ để ở đây để cho mấy bạn có thể tham khảo ha. Bên kia thì sẽ là nơi mình sẽ lấy hành lý ha. Lấy hành lý xong thì mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Khi mà mình đặt xe bên đó thì bên đó sẽ báo mình là ra ngoài cổng này, thì mình sẽ chờ ở cổng nào và cột số bao nhiêu nha. Và rồi thì mình đã thấy xe sẽ chở mình đi từ sân bay Nội Bài về Ninh Bình rồi nha. Với dịch vụ bên đây thì mấy bạn cứ book trước 1 tiếng là sẽ có xe. Hà Nội bữa giờ mưa hả? Hà Nội chưa mưa em ạ, hôm qua thì có mưa. Hôm qua là Hà Nội có mưa, Hà Nội từ sáng giờ chưa mưa. Em cảm ơn anh. Dạ. Vậy là sau gần 2 tiếng đồng hồ thì mình đã tới được thành phố Ninh Bình nha. Và mình tới cái homestay mình ở đây luôn. Đây, từ từ mình sẽ quay homestay cho mấy bạn xem. Homestay mình ở lần này đó là một cái homestay nằm ở ngay phố cổ Hoa Lư luôn nha. Homestay mình ở có tên là One Day Homestay and Coffee. Nghe coffee là biết là home này là có cà phê rồi đó. Và quả thật là đúng như vậy. Tầng dưới của home thì đó là một cái quán cà phê rất là xinh luôn nha. Còn ở trên thì sẽ là home. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để làm thủ tục nhận phòng ha. Đây, mình sẽ đi vào trong này để làm thủ tục nhận phòng ha. Wow. Và đây là phòng hôm nay mình sẽ ở tại thành phố Ninh Bình nha mọi người. Và phòng khá là xinh, nhà nhỏ xinh xinh. Và điểm cộng đầu tiên khi mà mình bước vào cái phòng này, mấy bạn biết là gì không? Đó là cái phòng này rất là thơm. Mình có một mùi thơm rất là nhẹ nhẹ. Wow, mình thích cái phòng này nha. Như các bạn thấy thì phòng ở đây rất là xinh luôn ha. Và ở đây thì mình thuê với giá là 750 ngàn cho một đêm. Hai đêm mình ở đây thì hết 1,5 triệu nha. Wow, đã nãy giờ ngồi trên xe taxi mệt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì cũng đã được tới phòng. Phòng này thì mình thấy nó chỉ tầm khoảng 18-20m2 thôi nha mọi người, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà giá mà cái phòng này có thêm một cái gương mà để mình soi toàn thân á thì nó sẽ ok hơn. Sau khi mà nhận phòng xong á thì mình có thuê một chiếc xe máy ở đây nha mọi người. Giá xe máy ở đây thì sẽ là 100 ngàn cho một ngày ha. Giờ thì chắc là mình phải kiếm một cái gì đó đi ăn thôi, đói bụng quá.
Rồi chưa, giờ mình chưa ăn. Đây là chiếc xe lít mình thuê với giá 100 ngàn một ngày nha. Nhận xe xong thì mình không chần chừ lâu nữa, thế là mình lên xe di chuyển đi địa điểm đầu tiên cho kịp giờ. Vì lúc đó cũng là 4 giờ chiều hơn rồi á mấy bạn. Địa điểm mình chọn trong chiều hôm nay có tên là chùa Bích Động, một ngôi chùa cũng khá là nổi tiếng ở Ninh Bình. Wow, phía trước mọi người có thể thấy không, đẹp không? Woo. Mình đi qua những cái tán cây, phía sau là núi. Quá đẹp. Đẹp hay. Wow. Đẹp quá mọi người. Lần đầu tiên mình đi tới Ninh Bình nhưng mà công nhận đẹp. À, bây giờ thì mình sẽ vô này để mình gửi xe nha. Mình gửi xe máy ở đây. Đây thì mình đang ở chùa Bích Động nha mọi người. Như mọi người có thể thấy đây là cái cổng để mình đi vào chùa và phía sau là núi này. Rất là đẹp luôn. Bây giờ thì hãy theo chân mình vào trong để khám phá nha. Chùa Bích Động có tên gọi ban đầu đó là Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng, nghĩa là ngôi chùa bằng đá đẹp và trong trắng như là ngọc ở chốn Thâm Sơn Cùng Cốc. Năm 1774, chúa Trịnh Sâm trong một lần đến thăm nơi này thì đã đổi tên thành cái tên như ngày nay. Chùa Bích Động là kiểu chùa trong hang động rất là phổ biến ở Ninh Bình. Chùa vốn được hình thành từ năm 1428 và chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở trên núi. Năm 1705, hai vị hòa thượng là Chí Kiên và Chí Thể gặp nhau kết nghĩa làm hai anh em. Hai nhà sư đều mong muốn đi nhiều nơi để truyền bá đạo Phật và xây dựng các ngôi chùa. Đến đây thì thấy hang Bích Động địa thế đẹp và đã có sẵn một ngôi chùa, nên hai nhà sư quyết định dừng chân sửa sang lại ngôi chùa cũ, đi quyên giáo xây dựng lại thành ba ngôi chùa Hạ, Trung và Thượng để tu hành. Năm 1707 thì hai nhà sư Chí Kiên và Chí Thể đã đúc một cái quả chuông lớn hiện còn treo ở động tối. Năm Giáp Ngọ năm 1774 thì chúa Trịnh Sâm đến thăm chùa, nhìn toàn cảnh quanh chùa đều xanh tươi nên đặt tên cho chùa là Bích Động. Wow, cái này đẹp ghê. Thì mình sẽ đi vào sau bên trong ngôi chùa. Xung quanh như các bạn có thể thấy thì cây rất là nhiều nha. Kế bên một cái vách núi này. Mình đi vào trong. Ồ, giờ mở cửa là từ 7 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi chiều nha mọi người. Bây giờ thì hiện tại đã đóng cửa rồi. Sugana, giờ mở cửa của chùa thì sẽ là 7 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi chiều nha. Nên mấy bạn nếu mà đi ở đây thì nhớ lưu ý giờ nha mọi người. Xấu quá tại vì mình bay tới này cũng trễ và đi di chuyển tới này á. Đây là đám cửa mọi người. Thôi thì lần khác thì nếu mà có dịp thì quay lại thì mình sẽ ghé lại ngôi chùa này sau ha. Nhưng mà chủ yếu mình thấy mọi người khi mà tới chùa Bích Động ấy, thì mọi người hay chụp hình với cái cổng nãy mà mình có chụp hình quay phim á. Đó, cái cổng đó chắc là đẹp nhất. Mà là cuối cùng thì mình đã chụp hình và check in và tham quan ở đây xong ha. Giờ thì mình sẽ quay trở lại thành phố. Hồi nãy mấy bạn nhớ là mình có nói là mình sẽ đi đâu đó ăn không? Mình chưa ăn. Thì thôi, cái tại vì hồi nãy mình chạy mình chưa thấy cái món nào mà ưng ý với mình đó, cho nên là thôi mình chạy cái tới này luôn. Mình cứ nghĩ là mình cứ đi dọc dọc đường này, mình thấy quán nào ok thì mình ghé, nhưng mà cuối cùng thì mình chạy thẳng một lèo tới đây. Thôi bây giờ thì mình quay lại thành phố rồi kiếm cái gì ăn. Đói bụng quá. Và thế là trên đường quay trở lại về homestay ấy, thì tụi mình có thấy một cái quán chuyên về miếng bún cháo. Lúc đó thì tụi mình đói quá, thôi kệ cứ tấp đại vào ăn đỡ ha. Hiện tại đã là 8 giờ tối nha mọi người. Cái home mình ở đây này thì nó gần ngay ở phố cổ luôn, cho nên rất là tiện. Ở home này thì mình có thể đi bộ rồi đi chơi luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phố cổ ha. Đó, như các bạn có thể thấy ở phố cổ này thì người ta sẽ làm những cái ngôi nhà cổ rồi người ta treo đèn rất là nhiều dọc đường phía bên kia luôn, và đều thấy đèn nhiều lắm. Và như các bạn có thể thấy thì đây là hồ Kỳ Lân nha, và cái kia là bảo tháp Tây Phương và tháp Tứ Ân, đó nằm phía xa xa kia kìa. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ từ đây để qua bên tháp hơn. Nhìn cái tháp nó lên đèn sáng rất là đẹp. Dọc cái hồ Kỳ Lân thì sẽ có các cái tiệm như là tiệm này là gội đầu, spa nè. Phía bên kia thì sẽ là các cái hàng quán ăn uống ăn vặt như là kem dừa rồi buffet bánh kẹo đó. Em dọc đường, nhưng mà hôm nay thì mình đi vào lúc đầu tuần á cho nên thì mình thấy nó hơi vắng ha. Mấy bạn có thấy là có một cái cây nó mọc ngang đường, cái này là cây xài cừ đỏ nha. Đó, nó mọc ngang xéo qua đường như này, nhìn rất là đẹp.
mình thấy là có cái logo Highland như này này, mọi người mình nghĩ là cái tiệm Highland nó sẽ làm ở trong cái khu hai cái tháp này luôn. Wow, cái là độc đáo, nếu mà vô này có cái Highland trong này thì rất là hay luôn á. Kiểu là Highland hồi giờ mình thấy rất là kiểu là bắt trend. Hồi xưa là mình có đi Đại Nội, cái thành Huế á, thì trong Đại Nội thì Highland cũng làm theo cái kiểu nhà cổ đó. Nếu mà Highland vẫn làm theo kiểu này thì cũng rất là hay nha. Ngoài tham quan miễn phí tháp ra thì mình thấy ở đây còn có một cái bến thuyền nữa. Mấy bạn có thể thuê thuyền ở đây rồi đi dạo quanh trên hồ Kỳ Lân nha. À, đúng là mình đoán không sai, là có Highland trong này nha mọi người, theo kiểu phong cách nhà cổ luôn, nhà Việt cổ. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan hai cái tháp Tây Phương và Tứ Ân trước ha, lát lát nữa thì mình sẽ ghé lại Highland mình uống nước sau. Wow, cái tháp lên đèn rất là đẹp luôn. Wow, đây mình quay cho mấy bạn xem nè. Tháp Tứ Ân hay còn gọi là Chùa Bạc nằm ở trung tâm Hồ Kỳ Lân. Chùa Bạc nổi bật tựa như là đài sen thanh khiết giữa mênh mông núi nước, là nơi linh thiêng tôn thờ Đức Phật. Chùa có chiều cao 25m, chiều ngang mỗi mặt dài 9m, cao lối kiến trúc mang đậm văn hóa chùa chiền cổ Việt Nam. Bức tường thành kiên cố bên ngoài chùa thì dày 1,1m, bề mặt ốp toàn bộ bằng đá Bát Tràng. Bên trong nổi bật là những bức phù điêu tinh xảo chế tác từ đá núi lửa Indonesia, mô tả phong cảnh những danh lam thắng cảnh linh thiêng nhất miền Bắc như là chùa Bái Đính, Tam Chúc, Tràng An. Công trình kiến trúc này thì không chỉ là nơi linh thiêng để Phật tử đến chiêm bái mà còn là địa điểm để khách du lịch đến tham quan và vãn cảnh. Hồi nãy mình có nói mấy bạn là lát nữa mình sẽ ghé vô Highland này thử. Ở đây mình ghé thật nha mọi người, một cái không gian kiến trúc cổ rất là hay của Highland. Quán này sẽ có 2 tầng nha mọi người. Đây là cái hướng đi lên cầu thang nè. Nhìn chung thì mình thấy Highland thiết kế quán theo kiểu nhập gia tùy tục như thế này thì rất là hợp lý luôn. Vì xung quanh đều là kiến trúc cổ nên việc quán cũng làm theo kiến trúc cổ luôn á, thì sẽ làm quán không có bị lạc quẻ với các kiến trúc khác. Sau khi mà uống nước xong thì bây giờ thì mình sẽ quay về lại khách sạn để nghỉ ngơi ha. Hồi nãy thì mình đi cái đường sát bên cái con sông, thì bây giờ thì mình đi cái đường ở ngoài. Đây, ở đây thì cũng bán cũng rất là nhiều đồ ăn ha. Vậy là xong cái ngày đầu tiên tới Ninh Bình. Đi xe rồi mình đi chơi vòng xung quanh. Ngày mai thì mình sẽ đi các địa điểm như là Hang Múa nè, Tràng An, rồi Tuyệt Tình Cốc. Những địa điểm rất là đáng mong chờ nha. Và hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở tại Ninh Bình ha. Sáng nay thì mình sẽ đi Hang Múa nè, rồi Tràng An, rồi với lại Tuyệt Tình Cốc. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng. Hôm nay thì cũng không có đẹp trời lắm mọi người, nó cũng hơi âm u mù vậy á. Sáng nay thì mình đã quyết định dậy sớm rồi, nhưng mà sáng sớm vậy thôi kệ, tới đâu thì tới, đi đại. Và để nạp năng lượng cho buổi sáng thì tụi mình đã quyết định đi ăn một cái món ăn rất là đặc trưng ở Ninh Bình, đó là món bún chả vạt. Vì mình đi đâu cũng thấy cái món này hết, không biết là nó có ngon không ta. Khi mà mình tới quán á là mình thấy có một cái cô đang quạt quạt chả nướng như thế này. Mình nghĩ là cái tên bún chả vạt xuất phát từ cái này đó, là sẽ có một người nướng kiểu thủ công rồi quạt 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 như vậy đó. Về phần bún chả thì mình chưa biết là có ngon hay là không, nhưng mà về độ rẻ là có rồi đó. Chỉ có 35.000 cho một phần thôi, mà có bao gồm là bún này, nước chấm, rồi một phần nem. Bên cạnh đó còn tặng cho một ly trà đá miễn phí nữa nha mấy bạn. Đây là nước chấm chua ngọt. Nước chấm khá ok. Chả hơi vị ngon, thơm. Ở ngoài nó dai dai, bên trong nó mềm. Ngon rồi. Ăn sáng xong thì mình sẽ bắt đầu di chuyển qua Hang Múa. Từ trung tâm thành phố Ninh Bình ra Hang Múa thì sẽ khoảng tầm 7 cây số mấy bạn ha. Và hiện tại thì mình đang ở cái phòng vé để mua vé mình lên Hang Múa nha mọi người. Giờ thì mình sẽ di chuyển qua kia để mình mua vé ha. Giá vé như mình thấy ở đây thì chơi 1m thì vé người lớn thì sẽ là 100.000 nha.
trẻ em thì sẽ là miễn phí dưới 1 mét. Và đây, hiện tại thì mình đang cầm trên tay vé vào cổng nha mọi người. Đây là vé này thì sẽ là 100 ngàn cho một người và thêm vào đó là 10 ngàn giữ xe nha. Giờ thì mình sẽ di chuyển vào bên trong ha. Sáng nay thì mình đã đi khá là sớm rồi để mình qua cái đầm sen này mình chụp hình. Mình nghĩ là bây giờ thì mình sẽ ra đầm sen để chụp hình trước rồi sau đó mình lên hang múa ha. Chứ bây giờ mà mình lên xong lát nữa xuống dưới thì đông lắm. Thôi, bây giờ mình di chuyển ra đầm sen nha. Có một cái lời khuyên cho mấy bạn sắp tới đi hang múa thì tầm khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 á, mình nghĩ là mùa sen nở đẹp. Nên mọi người hãy dậy thật là sớm để qua hang múa nha. Bởi vì chỉ cần dậy trễ một xíu thôi là mọi người sẽ không có được hình đẹp đâu. Vì năm nào tới mùa sen á đều rất là đông. Nên mọi người hãy nhớ lời khuyên của mình nha. Đây là cái con đường gỗ dắt ra cái đầm sen nha. Wow, quá đẹp. Cái này mà nắng thêm xíu nữa thì xịn luôn. Mùa này mình đi thì chưa có hoa nhiều lắm nhưng mà có lá sen nhiều nha, cũng gỡ gạc lại một phần nào đó. Sau khi mà tham quan đầm sen xong thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên hang múa nha. Chà, một cái đoạn đường đi bộ khá là cao. Thôi, lên đó sẽ có nhiều ảnh đẹp cho nên là phải ráng. Đây là năm thầy trò đường tăng. Đúng là lát nào mình lên hang múa thì mình sẽ đi thành kinh luôn. Ở đây hiện tại là mùa hè á, cho nên là hoa phượng đó nở đỏ một khúc luôn, nhìn rất là đẹp. Wow, thấy cái bậc thang là thấy hơi. Đường đi lên hang múa rất là cao nha mọi người. Ừ, rất là nhiều bậc thang luôn. Và ở đây á, tại vì kiểu nó hơi dựng đứng cho nên là cái bậc thang nó nó bị cao cả, cho nên là mọi người nếu mà tới hang múa thì để sức khỏe của mình nha. Thấy sức khỏe mình ok thì hẳn leo lên nha, còn không thì mình leo thấp thấp thôi. Khi mà mấy bạn lên tới trạm dừng chân ở đây thì sẽ có hai hướng đi nha, hướng lên trên này và một hướng đi lên phía trên này. Mình cứ đi xong hướng bên này đi rồi mình qua bên kia cũng không muộn ha. Wow, đúng là lên đây không uổng phí nha, quá đẹp. Nếu mà mấy bạn xác định mà đi hang múa thì mấy bạn hãy chuẩn bị một cái sức khỏe cũng hơi tốn xíu nha, tại vì leo này rất là mệt, tại vì bậc thang nó cao lắm. Nhưng mà ở đây, từ đây mấy bạn có thể nhìn xuống và thấy Tam Cốc đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lên trên ha. Ở trên này thì mình thấy ở dưới này lên thì có bức tượng hình con rồng. Wow, mình sẽ lên thử ha. Đường qua này đá nó cũng rất là trong trên nha mọi người. Nếu mà mọi người có đi thì nhớ cẩn thận nha. Như lúc đầu mình có nói với bạn là ở đây thì sẽ chia làm hai hướng. Một hướng là lên tượng rồng, một hướng là lên tòa tháp. Hiện tại thì mình đang ở phía tượng con rồng nha. Và đường lên á, thì mình thấy nó khá là trong trên nên mấy bạn cân nhắc về việc leo lên gần tượng ha. Và ở đây thì sẽ có đầy đủ trạm dừng chân cho mấy bạn nghỉ ngơi, nên cứ leo từ từ, không cần phải vội. Wow, đúng là chuyến đi bão táp mọi người. Mình đang leo thì bị dính cơn mưa, chắc là vô cái nhà chú mưa nè. Quá bão táp. Và bây giờ thì bắt đầu sương nó từ dưới nó bay lên. Nói chung là nhìn cái cảnh nó cũng đẹp á, nhưng mà và mưa quá mình cũng không có thích, tại vì kiểu là mình đi du lịch như này mà mình leo núi á mà dính mưa thì không có đi được đâu á. Đấy, xa xa mấy bạn có thể thấy ha, sương à. Nhìn nó cũng chiêu. Hiện tại thì vẫn còn mưa lây bay nha mọi người, nhưng mà thôi mình cũng phải xuống, chứ ngồi đây lâu là không biết là chừng nào thì mình mới xuống được bên dưới luôn. Giờ thì đã bớt mưa rồi nha mọi người, vẫn còn mưa nhưng mà mưa kiểu lay bay thôi. Ráng mình đi bộ lên trên để mình chụp hình được với cái tháp ở trên kia. Lên từng bước.
Đây, vậy là mình cuối cùng mình đã leo tới tháp rồi nha mọi người. Wow, phía sau là bởi vì mưa cho nên là sẽ có sương bay ở phía sau, nhìn rất là chill. Các bạn có thể thấy là mình đang ra chụp hình giữa trời mưa luôn, vì mưa không ngớt á mọi người, nên mình phải tranh thủ nhanh nhanh để còn mà xuống dưới lại. Chứ mà mưa to lên một cái là đứng ở trên đây không biết chú ở đâu luôn á. Nhưng mà cũng nhờ mưa cho nên là phía sau được phủ thêm một cái lớp sương mù nhìn mờ mờ ảo ảo hơn. Xong, vậy là mình đã chụp hình check in xong rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tới cái công đoạn đi xuống. Mong là lúc đó trời đi, lúc mà mình đi xuống thì mưa nó không có to, để mình đi xuống được thong thả. Wow, không biết là cái trời này mình có đi Tràng An được không nữa. Wow, mưa quá trời mưa. Đường xuống thì mình sẽ xuống dưới kia nha mọi người. Đi xuống thì nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều. Wow, càng ngày nó càng mưa to lên mọi người. Chuyến đi bão táp. Xuống này xong mình mới phát hiện cái hang này mới là hang múa nha. Ở phía trên cái đây là mình đọc chung là khu du lịch hang múa, nhưng mà cái hang này mới là hang múa nè mọi người. Càng ngày nó càng thấp xuống thôi. Ở đây thì mình thấy bên này cũng có setup bàn ghế đá cho mình có thể ngồi ở đây nghỉ mát và ngắm ra phía ngoài này. Wow, sau khi mà tham quan hang múa xong thì mình xuất phát di chuyển qua Tràng An, cách hang múa khoảng tầm hơn 4 cây số, và phải công nhận là đường đi ở Ninh Bình quá đẹp đi mọi người, đâu đâu cũng thấy cây và núi hùng vĩ. Mình gửi xe bên kia rồi. Đây. Mình vào này mình gửi xe nha mọi người. Có chạy thì tự nhiên ở đây nó làm mấy cái lỗ này chi á mọi người. Khó chạy thiệt thử. Chắc mình dừng đây luôn ha. Ok. Sau khi gửi xe xong thì bây giờ thì mình sẽ vào cái quầy vé để mình mua vé đi thuyền ha. Yeah, mình đã thấy cái quầy vé phía bên kia rồi ha. Và đây là vé mà sau khi mà mình đã mua ha, mình mua cái vé combo. Tại vì hiện tại thì đang có cái đảo Khuê Cốc cũng rất là đẹp. Mà tham quan đảo Khuê Cốc á thì sẽ là 100.000, nhưng mà tham quan đi mình đi thuyền trên Tràng An á thì sẽ là 250.000. Nhưng mà khi mà mình mua combo mà cả hai cái luôn thì chỉ có 300 thôi nha mọi người, mình sẽ được giảm 50.000. Và đi cái tuyến này mà muốn tham quan đảo Khuê Cốc á thì mình chỉ có thể đi tuyến số 2 và tuyến số 4. Cho nên là mình đã chọn tuyến số 2. Và hầu như thì mọi người mình thấy đọc recommend, mà đọc review thì mọi người recommend cho mình là đi tuyến số 2 thì nó sẽ đẹp hơn nha. Cho nên là mấy bạn cứ tới đây rồi đi tuyến số 2 nha. Dặn mấy bạn một cái điều này là cái vé này thì mình sẽ giữ xuyên suốt chuyến đi luôn nha, mấy bạn đừng có vứt nha. Nhận này xong thì nhớ giữ đến hết chuyến luôn. Và người ta cũng có phát cho mình một cái thẻ tham quan Khuê Cốc này. Cái này chắc lát nữa thì mình mới sử dụng nha. Nhớ giữ cái vé này nha. Và đây là lối xuống bến thuyền ha, xuống cái hầm như thế này. Kìa, xa xa thì mình đã thấy bến thuyền bên kia rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua đó để lên thuyền ha. Hôm nay thì mình thấy cũng không có đông lắm. Mình đi vào đầu tuần á, mình nghĩ là cái khúc này chắc là đông lắm, cho nên là người ta mới làm cái con đường gỗ như này, người ta chia lane ra nè. Mà mình đi khoảng tầm đầu tuần á cho nên là vắng đó, mình không cần phải xếp hàng nha. Sau khi mà di chuyển ra chỗ bến thuyền thì mình sẽ phải chờ nha, tại vì mình sẽ chờ cho đủ người mà đi cái tuyến chung của mình á. Một thuyền này sẽ đi khoảng tầm 4 người ha. Vậy là cuối cùng thì nhóm mình đã đủ 4 người rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ xuống thuyền. Trên mỗi thuyền thì sẽ có hai cái dù như thế này để mình che nắng che mưa nha. Và dĩ nhiên là đi này là phải mặc áo phao nha. Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích là 6.172 hectare, bao gồm 3 vùng được bảo vệ liền kề nhau, đó là khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư,
khu danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng, soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ, đã tạo nên cho nơi đây một thế giới tự nhiên sống động và đầy quyến rũ. Và nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi và các di khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc. Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Ôi cô ơi, cô chẳng cái đầu cô. Phần người ở phía trước không được như người chứ. Mình đang đi ở trong hang rồi nha mọi người. Cái hang nó hơi thấp nên mình sẽ cúi đầu. Wow, đẹp ghê. Đúng rồi, Đà Lạt không bác? Ngôi đền đầu tiên trong chuyến đi tour Tràng An của mình đó là đền Cao Sơn. Mình sẽ có ở đây khoảng tầm 10 phút để tham quan ha. Và thuyền sẽ đi ra cái bến đỗ phía trước để chờ mình tham quan xong thì sẽ lên thuyền đi tiếp ha. Vị thần này thì mình nghe nói là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ nha. Đền Cao Sơn. Ở đền này thì sẽ có một cái hồ cá ở đây ha. Đi bên kia, bên kia thì mình còn thấy có thêm một cái đền gì nữa kìa. Đình Tràng An, mình đọc thấy rồi, cái này là Đình Tràng An. Tục của hành trình thì mình sẽ xuống thuyền tiếp ha. Cái khoảnh khắc mà đi từ trong hang ra ngoài nhìn đẹp xíu. Wow. Và ngôi đình trước mắt mà mọi người đang thấy có tên là Thủy Đình, là một ngôi đình nhỏ đặc trưng tại Tràng An, Ninh Bình. Nằm ngay phía trước cụm di tích Hành Cung Vũ Lâm, Thủy Đình mang đậm nét kiến trúc truyền thống và sự thanh tịnh, yên bình của không gian đình làng. Nơi đây còn được biết đến như là một địa điểm check-in hot nhất tại Tràng An nên rất là thu hút đông đảo du khách. Như các bạn có thể thấy thì đây là Thủy Đình nha mọi người. Trong cái chuyến đi này thì mình sẽ được ngưng ở đây để mà mình có thể chụp hình ha. Đó, dắt như đây nè. 2.000 khách luôn mà. Hang này là hang Thánh Trượt nha mọi người. 320m nè. Đó. Đây phải cúi đầu xuống. Trong này thì mình sẽ thấy có thạch nhũ. Chỗ này mình phải cúi đầu xuống. Wow. Mình vô mấy này là mình phải cúi cái đầu xuống như thế này nè mọi người, tại vì nó bị thấp quá. Đó, mình cúi đầu. Cúi đầu. Mình nghe nói là chuyến tour đi thuyền trên Tràng An như thế này thì sẽ kéo dài khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Nhưng mà với mình khoảng thời gian đó không hề dài nha, vì không mỗi phút giây nào mà mình bỏ phí cả, vì Tràng An quá là đẹp đi mọi người. Ngồi trên thuyền thì mình cứ thả mình ngắm cảnh suốt, nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu thì kiếp nạn tới. Lại là kiếp nạn nha mọi người, đang chèo thuyền ở Tràng An thì mưa. Đó, đây là mưa to. Mưa to rồi. Mưa quá trời. Người ta đi Tràng An nắng rồi lên chụp hình đẹp lắm, còn tôi đi rồi đó. Quá trời mưa. Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Kiếp nạn đi. Nói chung là cái điểm đi của mình thì còn sẽ lên một cái đền ở đây nữa nha mọi người. Nhưng mà mưa quá thì thôi, mình quyết định là mình đi thẳng luôn. Mình không có lên chỗ này ha. Đi thẳng thì mưa quá, chứ có công lên rồi cũng ướt ướt. Sáng đây đi hang múa thì cũng mưa. Giờ qua đây cũng mưa.
Bây giờ vẫn có nắng nhưng mà vẫn mưa. Đúng rồi, nắng thì nắng nhưng mà mưa thì vẫn mưa. Ở bên kia mọi người có thể thấy là có một cái bàn tay bạn xuống, bạn bơi luôn rồi. Vậy là cuối cùng đã bớt mưa rồi nha. Trải nghiệm cực kỳ vui, nắng cũng có, mưa cũng có. Và sau khi hết mưa thì mình lại tiếp tục cuộc hành trình mình thôi. Và địa điểm tiếp theo ở đây đó là quay trở lại Thủy Đình nha. Sau đó thì mình sẽ lên đảo và đi bộ qua Khê Cốc. Và rồi thì sau khi mà tham quan xong thì mình sẽ lên trên đảo này để đi thăm cái đền này ha. Cái đền này là cái điểm cuối cùng của chuyến này và mình sẽ qua đảo Khê Cốc. Trong là khi lên này thì mình sẽ có rất là nhiều cái góc mà mình có thể chụp hình từ đây ra cái Thủy Đình ngồi xa xa kia nha. Và wow, bây giờ thì nắng lên rất là đẹp luôn. Khi mà mình lên trên đây thì mình sẽ có một cái đường đi bộ để dẫn qua cái Khê Cốc nha. Chứ nếu mà mấy bạn không đi Khê Cốc á thì thuyền sẽ chở mấy bạn từ cái bến này về lại cái lúc mà cái bến thuyền lúc đầu mình đi luôn ha. Wow, giờ nắng lên. Nhưng mà nó cũng không có nóng lắm. Tại vì hồi nãy mưa cho nên là nó cứ mát mát dịu dịu. Hồi nãy mình có nói mấy bạn là giữ lại cái vé này, mấy bạn nhớ không? Đây, giờ thì mình đi ra thì mình sẽ phải gửi lại một cái vé nha. Cho nên đó, các bạn nhớ giữ nè. Lại là tiết mục leo cầu thang. Hôm nay tôi leo cầu thang chưa đủ hay là gì? Hôm nay là bắt tôi leo nữa. Đi cái đường đi mà qua Khê Cốc mọi người, mình sẽ đi qua những cái cung đường mà hai bên là cây cối như thế này, rất là xong trong xanh luôn, không khí rất là trong lành nha mọi người. Mình sẽ đi lên cái đường này ha. Đây là cái thẻ mà lúc đầu mà mình mua vé thì ở bên quầy vé đã gửi cho mình luôn ha. Mình sẽ đeo ở đây để vô Khê Cốc. Đó, như mình quay như cho mấy bạn xem thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái ngôi nhà bằng lá như này, kiểu cổ, kiểu người nguyên thủy. Ở đây thì người ta sẽ có những cái bảng hướng dẫn như thế này. Này là hướng đi tới làng Việt cổ ha. Mình cứ đi theo mấy cái bảng đó là ok. Theo mình tìm hiểu thì đảo Khê Cốc chính là nơi tái hiện một góc nhìn không gian sinh hoạt văn hóa của cư dân cổ Tràng An sau biển Thoái. Khi mà môi trường tự nhiên ở bãi bồi thung lũng ven khe suối tạo điều kiện thuận lợi cho con người bước đầu định cư. Vào đây thì mình thấy các ngôi nhà nguyên thủy ở đây được làm bằng lá nhìn rất là lạ và hoang sơ. Sẽ có rất là nhiều ngôi nhà trong này và được phân ra các khu nhà như là nhà cộng đồng này, nhà tộc trưởng vân vân. Trong mấy cái nhà lá này thì bên trong nó sẽ có những cái dụng cụ mà người ta làm kiểu là mô phỏng lại cái cuộc sống của người nguyên thủy ha. Thì mình sẽ đi qua bên hướng đi nhà cộng đồng. Như là nhà cộng đồng thì khi mà đi vào bên trong thì sẽ có bàn ghế để mình ngồi nghỉ ngơi, các bức tượng người tiền sử ngày xưa và cả mô hình bếp. Đây thì cũng sẽ bán những cái vòng rồi quà lưu niệm ở đây nè. Thật ra thì ở đây có một cái khu giống như thế này nữa và sân cấp bao gồm trong vé. Nhưng mà vì trước đó mình đi một ngày dài không có đủ thời gian và mệt quá, cho nên là mình chỉ tham quan bên này thôi. Nên nếu mà bạn nào có đủ thời gian thì có thể tham quan hết nha. Khi mà tham quan ở đây thì mấy bạn sẽ được xe điện đưa mình về ở bên phía Tràng An luôn nha. Thì mấy bạn cứ yên tâm ha. Mình mua vé combo ở đấy nó cũng tiện. Hình như mà như là tham quan ở đây là đều xe điện được chở về đó hay sao á. Yeah, mình thấy xe điện. Và cuối cùng là mình đã tham quan xong Tràng An nha mọi người. Một cái chuyến đi khá là đẹp và rất là nhiều điều thú vị. Bây giờ thì mình sẽ lên xe và mình đi tìm một cái quán đó ăn thôi. Chưa giờ mình chưa ăn cái gì luôn. Tại vì mình đi lên thuyền á. Wow, giờ thì quá là đói bụng thôi. Thôi, lên xe đi thôi. Một điều mà mình rất thích khi mà đi du lịch ở Ninh Bình đó là đâu đâu cũng thấy cây á mọi người. Như các bạn có thể thấy thì trên đường thấy không? Hai bên đều là hai hàng cây xanh nhìn rất là đẹp luôn. Và địa điểm tiếp theo mình sẽ đi đó là Tuyệt Tình Cốc. Và trong Tuyệt Tình Cốc thì sẽ có gì ta? Thì hãy theo dõi tiếp vlog của mình nha. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm một cái quán nào đó để ăn thôi. Tại vì mình đói bụng quá.
Và địa điểm tiếp theo mình đi đó là tiệc tình cóc. Và đói bụng quá cho nên là thôi mình ghé đại một cái quán ở ven đường ha, mình ăn. Quán này mình thấy kia đặc sản Ninh Bình, thịt dê cơm cháy, mình vô. Vô quán thì hơi bị mát nha mọi người, quạt rất là nhiều. Và quán này kiểu là bình dân này, trên đường này. À, mình có gọi một cái đĩa là dê ha, dê nướng cơm cháy. Món này mình nghe nói là signature ở Ninh Bình hay sao á. Hồi nãy thì mình có tính kêu thêm nhưng mà anh chủ quán anh kêu là một đĩa đó nhiều lắm á. Để mình xem thử là ảnh bưng ra thì nó nhiều như thế nào nha. Ăn đi ngon lắm. Thì cái cơm cháy, cái cơm này nha anh vừa mới chiên ở đây này, không phải là cái cơm anh bóc ở trong gói ra đâu, nó rất là ngon. Em ăn đi, nó đang nóng. Cái này. Và phần ăn này của mình thì dành cho hai người thì gồm có là thịt dê nướng nè, cơm cháy, rồi một tô súp và đồ ăn kèm, tất cả là 515.000 nha. À quên mất là có bao gồm hai phần nước nữa nha mọi người. Giờ mình ăn sẽ món thịt dê, đây là thịt dê nướng nè. À, mình sẽ chấm vô cái nước sốt này. Đó. Thịt dê mềm, không có bị dai quá, thơm, cũng không có bị mùi, nước chấm chua ngọt nè, chua chua rồi. Thịt dê thì mình sẽ ăn chung với lại sung đúng không? Này là cái sung này với lại thơm, cái này á, cơm cháy này mình sẽ chấm với lại một cái súp. Súp là kiểu có thịt dê này, có rau củ rồi, có bắp rồi, có cà rốt rồi. Đây. Wow. Cơm cháy rất là giòn. À cái súp này, súp kiểu nó ngọt á, ngọt thanh. Chắc là kiểu ngọt thanh nha. Rất ngon. Wow. Công nhận là cái món này ở Ninh Bình ngon nha. Đi Ninh Bình thì nhớ thử cái món này nha mọi người. Thịt dê nướng cơm cháy. Đóng đó bụng á, cái phẩm ăn quá trời ngon rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ăn no rồi thì bây giờ thì mình đang đi tới tiệc tình cóc nha. Mình đang đi theo cái bạn chị dẫn ở đây rất buồn cười. Cái bạn chị dẫn nó chỉ một đường mà Google Maps nó chỉ một nẻo. Nhưng mà mình thấy thì đi cái bạn chị dẫn thì nó cũng tới nè. Đây, tiệc tình cóc Động Am Tiên. Ủa? Hướng này là hướng đi vô tiệc tình cóc nha. Mình đã thấy cái quầy vé bên kia rồi ha. Thì mình sẽ đi ra đó để mình mua vé để tham quan. Tiệc tình cóc thì mình thấy trên mạng thì mọi người hay quay kiểu là đạp xe đạp vòng quanh ở đây. Thấy bên kia cũng có cho thuê xe đạp kìa. Như hồi nãy thì mình có quay cho mấy bạn xem á, thì vé vào của tiệc tình cóc á, thì sẽ là 50.000 cho một người nha. Và vào đây mình có thuê xe đạp thì sẽ là 50.000 cho một chiếc ha. Và gửi xe thì sẽ có giá là 10.000 cho một chiếc. Đây mình sẽ quay cái con chiến mã hôm nay mình sẽ lấy để đưa trong này ha. Và đây là con chiến mã của mình sẽ lấy để đạp xe ha. Và mình sẽ đi từ đây để vô bên trong kia. Và mình sẽ đi vô bên trong. Và à mình đi hướng bên trái đúng không? Đây. Wow. Đẹp thôi. Giờ mình sẽ đạp xung quanh cái này. Mát quá, trong này mát nha. Tuyệt tình cốc Ninh Bình hay còn có một cái tên gọi khác, đó là Động Am Tiên, nơi mà Thái hậu Dương Vân Nghe tu hành vào những năm tháng cuối đời. Cái tên Tuyệt tình cốc là tên gọi của du khách đặt cho khi mà thấy cảnh non sông nước biếc hữu tình tại nơi đây. Mình thật sự rất là bất ngờ vì khung cảnh ở đây đâu đâu cũng là một cái màu xanh, cây rừng quá là đẹp đi mọi người. Vào đây mình như là tách biệt khỏi âm thanh xô bồ, khói bụi thành phố hay là những bộn bề trong cuộc sống. Một không gian lọt thỏm giữa núi rừng bao quanh quá là đẹp và trong lành đi, không thể dùng từ nào để diễn tả khung cảnh trong này quá xuất sắc. Hôm mình đi thì cũng là đầu tuần nên cũng vắng. Ở trong này thì mình được thỏa sức đạp xe đạp và chụp ảnh quay phim. Và quả thật là cái danh chốn bồng lai tiên cảnh tại nhân gian không sai một chút nào khi mà nói về tuyệt tình cốc. Nên sắp tới nếu mà có đi Ninh Bình thì mấy bạn nên để tuyệt tình cốc vào list các địa điểm nên đi nha. Và có một cái tòa thành cổ ở đây, bạn có thể dựng xe bên dưới đi lên trên tham quan và ngắm nhìn khung cảnh núi rừng phía sau cổng thành cũng rất là mãn nhãn nha. Và cái này thì mình mới hỏi thì ở đây thì cái này thì chỉ là một cái cổng thành ngày xưa thôi nha mọi người. Nó rất là cổ, đẹp.
Wow. Đó. Ra phía đây cũng là rừng núi. Đẹp quá. Wow, quá thật là đi bộ lên đây không uổng phí một chút nào. Mấy bạn nhìn ở phía sau kìa, một mảng cây xanh cộng với rừng núi rất là đẹp ha. Chắc là đứng ở đây hít thở không khí trong lành một xíu rồi mình sẽ đi xuống rồi mình đi ra ngoài ha. Giờ cũng tối rồi, chắc khoảng bây giờ thì gần khoảng 8 giờ rưỡi rồi. Mình cũng phải quay về lại thành phố để nghỉ ngơi nữa. Vậy là cuối cùng thì tụi mình cũng đã tham quan xong cái khu tuyệt tình cốc này. Bây giờ thì tụi mình sẽ đạp xe ra ngoài cổng rồi lên xe quay về lại thành phố. Một ngày quá là mệt mỏi luôn, cho nên là nếu mà bạn nào mà trong cái tâm trí ví dụ mình đi chơi Ninh Bình khoảng 3 ngày 2 đêm á, thì có thể đi theo kiểu cái chuyến đi của tụi mình này. Đi ít ngày nhưng mà cũng được nhiều điểm nhưng mà nó sẽ hơi mệt nha. Nói chung là tụi mình chịu bào. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên mình đi tới Ninh Bình nhưng mà cảnh đẹp ở Ninh Bình quá xuất sắc đi mọi người ơi. Mình rất là thích Ninh Bình, từ cảnh đẹp rồi, núi rừng thiên nhiên quá là tuyệt vời luôn. Chỗ nào mình đi cũng ưng ý hết á. Tại vì nó trong xanh, nó xanh mát mà nó trong lành, nói chung là nó rất là trong lành luôn. Cho nên nếu mà bạn nào mà sắp tới mà có dự định mà đi Ninh Bình thì cứ đi nha. Cứ đi, tuyệt vời lắm. Mặc dù nó hơi mưa một xíu, ý là hôm nay mình đi nó hơi mưa một xíu nhưng mà mọi thứ với mình nó trải nghiệm cũng rất là ok, vẫn rất là tuyệt vời. Ninh Bình là một địa điểm rất đáng để thử nha. Và sau đó thì tụi mình trở về lại homestay để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thì tụi mình dự định đi vườn quốc gia Cúc Phương, nhưng mà một kiếp nạn nữa lại tới mọi người. Và hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 3 mình ở tại Ninh Bình. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển trở về lại Hà Nội ha. Mình sẽ ở Hà Nội một đêm. Và bây giờ thì sáng nay thì mình tính đi vườn quốc gia Cúc Phương. Nhưng mà này mấy bạn thấy mưa. Mưa từ sáng tới giờ luôn và tới giờ vẫn chưa hết mưa. Chắc là mình chỉ lanh quanh trong thành phố rồi mình về lại Hà Nội thôi chứ. Vậy là tiêu rồi. Vỡ kế hoạch rồi. Cho nên là bây giờ thì chắc là mình sẽ xuống Lệ Tân, mình hỏi thử ở đây gần homestay mình có cái tiệm ăn sáng nào ngon, mình sẽ đi ăn sáng ha. Phải cầm cái ô giờ đi ra ngoài. Mưa quá xu. Vậy là cái ngày cuối cùng mình cũng không có đi được mấy cái điểm còn lại. Thế thì mình cứ vòng vòng ở trong thành phố rồi mình chơi thôi, rồi mình về lại. Sáng nay thì mình có hỏi Lễ Tân là chỗ nào ăn sáng ngon, thì bạn Lễ Tân có chỉ qua một cái món, đó là món miếng lương ở phía bên kia hồ. Kia rồi, mình đã thấy quán miếng lương phía bên kia nha mọi người, đó. Miếng lương Thảo Linh nha, mình sẽ ăn cái quán đó. Mình không biết là quán này có ngon hay là không, nhưng mà mới đầu vào thấy giá là thấy hơi cao rồi đó. Một bát đặc biệt là 100.000 và bát thường là 80.000. Mọi người ăn sáng nha. Nó dùng miếng lương ở đây rất là đậm nè. Rất là đậm đà luôn. Nó thơm một cái mùi lá gì vậy mình quên mất tiêu. Cái lá rất là quen. Quen lắm nhưng mà mình không nhớ tên. Bực mình chứ. Đó. Đây là miếng rồi. Đây, miếng. Mặc dù cái miếng mình để nãy giờ nhưng mà nó không bị bể. Nó vẫn còn hơi dai dai giòn giòn. Nãy mình có quay cho mấy bạn xem, đó là một cái tô miếng này nó rất là nhiều lương. Mình thấy giá ở đây thì nó hơi cao nhưng mà nó ngon. Đây, đang lương nè. Lương này nha mọi người, lương. Lương mềm, nó không có bị tanh. Không bị tanh. Hình như là lương được xào trước và cho nên là nó cũng hơi thấm vị. Wow. Nói chung là quán này ok ngon nhưng mà giá nó hơi cao thôi. Tô này của mình là mình ăn tô đặc biệt 100.000, là tô thường như bạn mình ăn là 80.000 á. Vậy là tô miếng lương đã là cảnh cuối trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mình tại Ninh Bình, với quá là nhiều cảnh đẹp thiên nhiên và nhiều trải nghiệm là mình không thể nào mà quên được. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong vlog mới với những chuyến đi nhiều thú vị mới của mình nha. Bye.